Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1855-990-9000, 1855-990-9000 hoặc v247power.com. giải độc gan, chống oxy hóa, hỗ trợ tái tạo tế bào gan. vinashoptv com 1855 1855-855-5888 công ty Loan Factory chuyên giúp đồng hương vay tiền mua nhà và refinance với tiền lời thấp. Xin vào trang loanfactory.com để biết thêm chi tiết. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV cũng như các thính giả của Việt Radio. Đây là chương trình chào bình minh với Phạm Cơ, Vũ Kiểm và Phạm Ngọc Bảo. Good morning quý anh. Good morning và Phạm Cơ chào anh Vũ Kiểm, chào anh Bảo và xin chào quý vị khán thính giả của chào bình minh. Vũ Kiểm kính chào quý khán thính giả. Good morning anh Bảo và anh Cơ vâng good morning hai anh à, bây giờ chúng ta à, kính thưa quý khán thính giả bây giờ chúng tôi xin được à, lược sơ một số tin chính của ngày hôm nay à, tình hình khẩn cấp tại Hoa Kỳ à, Tổng thống Trump đã đề nghị 1.000 tỷ đô la để kích thích kinh tế sau khi à, tổng số tử vong tại Hoa Kỳ vì coronavirus vượt qua con số 100 người thiếu thuốc thử Utah cho bệnh nhân biết không nên tìm cách đi thử. Tiểu bang Nevada đóng cửa khách sạn và sòng bài. Tình hình thế giới thì thế giới đi cùng với Hoa Kỳ trong những chuỗi phản ứng sau khi 2 trên 200.000 người có xét nghiệm dương tính ở 164 quốc gia. Trung Hoa trở lại thái độ chống Hoa Kỳ và trục xuất ký giả Mỹ Nghiên cứu cho biết loại máu A dễ nhiễm bệnh với coronavirus hơn là loại máu O. Chính phủ Mỹ muốn thu thập dữ liệu trong điện thoại cầm tay để có thể học hỏi cách truyền bệnh lây lan của coronavirus, nhất là ở độ cách xa giữa người dùng điện thoại cầm tay. Sơ kết về tình hình kinh tế hiện nay, khủng hoảng kinh tế hay là kinh tế suy giảm tạm thời? Ở bên Campuchia thì ngưng chuyện làm đập thủy điện trên dòng sông Cửu Long trong vòng 10 năm. Ông Joe Biden thắng thêm 3 tiểu bang trong cuộc bầu cử sơ bộ tại Florida, Illinois và Arizona ngày hôm qua. Công ty Halliburton cho tạm thời nghỉ việc 3.500 nhân viên trong 60 ngày, bắt đầu từ ngày 23 tháng 3. Bộ Tài chánh cho phép đóng thuế lợi tức trễ 90 ngày vì coronavirus, bệnh nhân và bác sĩ nên dùng telehealth và telehealth là gì? Tổng thống Trump hòa giải với thống đốc New York ông Cuomo. Tin Việt Nam thì gần 7.000 người Việt trở về từ các điểm nóng COVID-19. Và Việt Nam, bệnh nhân thứ 21 đã hành lễ với 300 người. Kính thưa quý khán thính giả, bây giờ chúng tôi xin được đi vào phần tin chi tiết. Thì uh, tình hình uh, ở Hoa Kỳ hiện tại đã có gần khoảng 7.000 người con số thì chúng tôi sẽ phải uh, trước khi nói thì phải đính chính là bởi vì con số này nó thay đổi hoàn toàn Thành ra là khi mà chúng ta nói 6.000, 7.000, uh, trên 7.000 thì nó thay đổi từng giây từng phút Do đó uh, cái con số nó sẽ không phải là cái con số chính xác nhưng mà cái con số chính xác là cái số người uh, thiệt mạng Bởi vì coronavirus ở Hoa Kỳ đã lên vượt cái ngưỡng 100 người À, do đó à, chính quyền của nội và nội các của tổng thống Trump đã tìm đủ mọi cách để kích thích cái kinh tế và tổng thống Trump đã nói rằng sẽ bỏ vào trên 1.000 tỷ tức một, một one trillion tức là 1.000 tỷ à, để có thể kích thích kinh tế bộ trưởng bộ tài chính à, nói là có thể sẽ gửi tiền tới cho mỗi người dân Hoa Kỳ mỗi gia đình Hoa Kỳ và Uh, chỉ có những người nào uh, có lợi tức mà cần thiết thôi chứ những người nào mà làm lương quá cao những người triệu phú thì chắc chắn sẽ không được nhận tôi nghĩ số tiền như này. anh Bảo chưa tới triệu phú nhưng mà cũng không được đâu dạ vâng uh, tôi uh, nghèo lắm anh thành <laughs> thử là cho hy vọng là sẽ vẫn uh, nhận được tiền như thường vâng đó là những cái 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 dự tính đã được đưa ra và vẫn đang tiếp tục bàn thảo theo như là thường người sĩ McConner Chủ tịch Khối Đa Số tại Thượng Viện cho biết đó là ông mong Hạ Viện sẽ giữ những cái gì Thượng Viện đã đưa ra cái đề nghị tức là những cái bản tin sơ khởi buổi sáng ngày hôm nay mà chương trình anh em chúng tôi có được thì được biết là Bộ trưởng Tài Tránh đề nghị tức là theo lệnh của Tổng thống Trump là mỗi đầu người, người lớn là 1.000 đô la và gửi qua chi phiếu để giúp họ chi tiêu trong cái thời gian được gọi là ngặt nghèo này trong vòng 2 tuần mà bị lệnh của chính phủ phải ở nhà. Mặt khác đó, về cái khía cạnh chấn an tinh thần và dư luận thì cũng giúp họ nguôi ngoai đi được phần nào. Tuy nhiên Thượng nghị sĩ Đức Colin nói rằng nếu như vậy thì con cái của họ thì sao? Ông đề nghị người lớn 1 ngàn, con 500, điều đó chưa vẫn đang ở trong vòng đàm phán và cái điều mà anh bảo vừa mới nói những người mà ở cái giai cấp gọi là lợi tức cao thôi chứ không phải là thượng lưu như là anh cơ đùa thành phần mà chịu phú đâu nhưng mà cái quy định hai income ở cái mức độ nào lô income thì chúng ta đã biết rồi lương tối thiểu và hiện tại vẫn đang phải cần cái sự trợ giúp của chính phủ đúng chưa nhưng mà hai income 50.000 đô la một gia đình 75.000 đô la hoặc là như thế nào, tại vì nó cũng còn tùy theo cái vùng địa lý, tùy theo giá cả sinh hoạt nhà ở đó tính như thế nào, thành phố nào nó mắc hơn thế nào, thì cái đó vẫn đang được bàn thảo. Và trong sáng ngày hôm nay, thì ông Thượng nghị sĩ McConnell cũng sẽ có một cái phiên họp báo để tường trình tiếp về những cái gì mà họ đã coi như là vẫn tiếp tục đang đàm phán với nhau. Thưa anh cơ. Dạ à, vâng. À, Tình hình thì... Cho thấy rằng là cái, cái số tiền đó phải nói rằng là cũng rất là tàn bạo thiệt. Nghĩa là cái việc mà nghĩ đến chuyện gửi luôn cái sách tới nhà trong cái thời gian này thì phải nói rằng một cái quyết định mà mà, mà tạo phải bảo. nói là tảo bào, không phải là uh, phải nói rằng là ghê gớm. Thế thì thưa quý vị, 6.400 triệu dân Hoa Kỳ thì hiện nay đang phải ở nhà 2 tuần uh, thay vì được đi làm. Rồi đồng thời Kentucky và Illinois thì cho biết rằng là có cái chết đầu tiên rồi. West Virginia là tiểu bang thứ 50 uh, báo cáo rằng họ bắt đầu có bệnh dịch coronavirus với một người dương tính. thì đó là cái tiểu bang cuối cùng uh, trong năm chục tiểu bang và hiện nay thì giờ uh, uh, cái vấn đề mà lan tràn dịch đó, nó rất là nhanh ở ngay thành phố uh, ngoài ô của Chicago nơi đây 22 người trong một cái bữa tiệc uh, nhiễm bệnh một lần uh, đều dương tính cả và thị trường của New York nói rằng là yêu cầu mọi người ở trong nhà không có đi ra ngoài. Tám triệu rưỡi người New York nên ở nhà và không nên đi đâu cả. Đồng thời ở San Francisco thì đã hà lần ở nhà rồi, ở nhà suốt ngày à, không có đi đâu. À, những cái gì những cái chỗ nơi nào mà không cần thiết thì đều bị đóng cửa. Và tại Washington họ đưa ra uh, tiểu bang này ở uh, số người chết rất là cao, họ đưa ra hai trăm triệu đô la uh, để mà giúp cho những người homeless và đồng thời tiểu bang California À, đưa 1 tỷ đô la để kích thích thêm kinh tế. Georgia chấp thuận 100 triệu đô la. New Jersey thì là cái người thất nghiệp đông đến nỗi mà họ à, làm đơn xin thất nghiệp sập luôn cái hệ hệ thống điều hành của uh, computer của chính phủ. Và Minnesota cái cái mon lớn nhất là mon of America lớn nhất nước Mỹ nói rằng họ đóng cửa thành phố Los Angeles uh, cũng ra lệnh rằng là cảnh sát không có nên phạt nhiều và đừng coi bơ bắt phạt thì được nhưng mà đừng có uh, bắt bỏ tù bởi vì tù bây giờ đông quá rồi mà vô tù thì có thể dễ bị uh, coronavirus nếu tù quá đông cho nên họ yêu cầu điều như vậy. Governor của tiểu bang Ohio thì ra lệnh cho các nhà thương uh, không có nên uh, những cái chuyện mà mộ theo lịch trình thì nên ngưng lại uh, để chờ chuyện mộ cấp cứu uh, cho mọi việc nếu có cái chuyện gì uh, xảy ra và Hoa Kỳ cũng đã uh, Ông Trump cũng đã đồng ý uh, với tất nhiều governor và nói ra ông sẽ ra lệnh cho quân đội xây cất thêm những bệnh viện dã dạ chiến nếu thấy cần thiết uh, để mà giúp đỡ cho những cái tình trạng hiện nay nếu có tràn lan bệnh nhân và không có đủ chỗ cho bệnh nhân. Ví dụ như New York vẫn thường uh, la lên những cái điều như vậy thì sẽ là uh, lo cái việc đó ngay lập tức và uh, đó là cái tình hình mà tại uh, hiện nay ở tại Hoa Kỳ ai cũng thấy rằng là rất là nguy hiểm. Tuy nhiên, một bản tin này vẫn không có đả động gì tới cái việc là chúng ta đã có thuốc test thử sẵn sàng hay chưa? Dạ Vâng, à, cái thuốc thử đó thì rất là khó ở bên à, à, tiểu bang Utah, thì nói là thiếu cái thuốc thử. À, hiện tại bây giờ chúng tôi muốn nói đến đến thành phố Houston, Texas, thì tin mới nhất của tờ báo Houston Chronicle cho biết là một uh, cơ quan uh, 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 tên là My Family Doctor Clinic, uh, địa chỉ là 6.430 đường 6.430 đường Hillcroft nó nằm ngay gần uh, Southwest Freeway đường 59 và đường Hillcroft thì cái My Family Clinic này dựa theo tin tức của tờ Houston Chronicle cho biết là nếu mà quý vị đi tới đó quý vị có thể được thử với cái giá là 150 đồng à, Tuy nhiên họ không có bảo đảm là tới đó là sẽ được thử à, lý do là bởi vì à, thường thường nó cái cái nhu cầu nó nó có cao nhưng mà những người có những cái triệu chứng rất là rõ ràng như là bị nóng sốt à, bị khó thở và ho thì đó là những cái triệu chứng mà đa số à, đều bị thì những triệu chứng đó à, dễ dàng để được thử hơn còn bây giờ mình chỉ nói là mình có thể là mình cảm thấy là mình sợ mình bị bệnh thì chưa chắc là họ đã thử bởi vì họ muốn dùng cái thuốc đó cho vậy. những người cần thiết hơn còn bây giờ thí dụ mình nói là ô tuần vừa rồi tôi đi với cái ô oh, chơi với đi ăn với cái người đó mà người đó tôi sợ người đó bị bệnh và tôi muốn thử xem tôi có bệnh không thì có lẽ là là chưa thành phố Houston cho biết là uh, Houston Health Department sẽ thử miễn phí tuy nhiên hiện tại bây giờ thì chưa có và họ hy vọng là trong tuần này không biết khi nào nhưng mà nếu mà thành phố Houston có thì sẽ thử miễn phí thì đó là tin mới nhất ở, ở về về cái việc mà mà đi thử còn cái việc mà mỗi một gia đình sẽ nhận được một ngàn ngàn rưỡi hay mỗi người sẽ nhận được như thế nào thì hiện tại bây giờ vẫn vẫn chưa biết tuy nhiên người ta sẽ căn cứ trên cái cái giấy thuế mà chúng ta khai mỗi một năm để người ta biết rằng là cái lợi tức của mỗi gia đình bao nhiêu người là bao nhiêu thí dụ chúng ta khai nhà tôi có hai người và hai đứa con tức là trong gia đình có bốn người và lợi tức của những người này là dưới 50 ngàn dưới 100 ngàn thì mỗi đầu người sẽ được bao nhiêu thì cái đó là cái theo người ta tiên đoán là sẽ đi theo cái chiều hướng đó còn những người nào mà làm lương rất là nhiều nhưng mà không bao giờ khai thuế thì sẽ không bao giờ nhận được cái này tại vì họ không biết mình là ai hết, không có ở trong cái cái, cái, cái cái danh sách của những người đi khai thuế thì rất là khó mà để lấy được tiền lại đi mỗi gia đình đều có được tiền. Nhưng mà gia đình người ta không biết mình là ai, không có cái địa chỉ của mình, không có biết cái hồ sơ thuế của mình từ xưa đến giờ thì rất là khó để cho mình được được cái số tiền. Thành phần uh, <laughs> gọi là <laughs> Nhà giàu mở ngoài luồng, nhưng mà tôi cũng xin được ngắn gọn để mà tổng hợp những cái tin tức cập nhật về tình hình của dịch tại vùng Houston của chúng ta, các thành phố, các quận lân cận cũng như là tại từ bang Texas. Thì tiếp lời của anh Bảo, khi mà nói về cái dịch vụ gọi là drive-by testing đó, thì như anh Bảo vừa mới trình bày, bác sĩ trưởng của phòng y tế của thành phố, bác sĩ David Peirce, cho biết là các dụng cụ vẫn đang trên đường tới cho nên nội trong tuần này đó là một thứ nhất là tại vì cái có những cái sự chậm trễ vì cái sự mà coi như là di chuyển vận chuyển điều thứ hai các nhân viên các chuyên viên y tế để thử nghiệm cũng cần phải được huấn luyện sẵn sàng để mà đáp ứng cái nhu cầu cho nên tạm thời dùng cái cơ sở địa phương có sẵn ở tại cái góc đường anh bảo vừa mới nói nhưng mà không có bảo đảm cho tất cả ai tới cũng được thử hết cả vẫn là ưu tiên cho thành phần cao niên. Điều thứ hai, tiểu bang Texas có trường hợp thứ hai tử vong, tức là hai người. Hôm thứ hai đầu tuần thì một người ở quận Montagabo đã bị. Rồi ngày hôm qua, khuya ngày hôm qua, một người đàn ông 77 tuổi ở vùng Arlington, Texas được xác nhận là đã chết. Đây là ca thứ hai. Quận Brazo xác nhận đã có trường hợp đầu tiên bị nhiễm. Trong khi đó, đó thì Tổng giáo phận Galveston Houston đã công bố cái xác lệnh của tôn giáo đình chỉ vô thời hạn từ giờ cho tới 2 tuần tất cả những các lễ luôn là lễ Misa ngày thường và lễ chủ nhật đều không có được làm lễ cử hành cho tới ngày 10 tháng 4 tức là trước ngày phục sinh 2 ngày tất cả đều phải sát đao nhà thờ cũng như là cửa chùa luôn rộng mở nhưng chỉ mở cho những người tới một mình hoặc là âm thầm tới cầu nguyện ở ngoài các đền như là các đền thánh đại khái là như vậy thôi. Fort Ben tối ngày hôm qua cấm toàn bộ tức là sinh hoạt về đêm, hàng quán ba là coi như là cấm tiệt. Vấn đề nữa là thẩm phán Hildago của Harris County nói rằng trong 15 ngày nữa thì cũng sẽ theo bước chân của bên Phọc Ben cấm hết buổi tối. Còn ngày hôm thứ hai thì chúng ta đã nghe thị trường Silverstone đã loan báo đóng cửa những hàng quán quán bar và chỉ có cho phép được mua order to go mà thôi. Còn buổi tối thì sẽ bị đóng. Và hiện nay theo cái dữ liệu của trường đại học John Hopkins, tiểu bang Texas của chúng ta đã có 85 trường hợp dương tính hai trường hợp bị chết. Thống đốc Greg Abbott đã ra lệnh cho lực lượng vệ binh quốc gia của tiểu bang Texas trong tình thế sẵn sàng, tức là chưa có deploy nhưng khi nhận được lệnh là Aleph bắt đầu thi hành công vụ ngay. Dạ, dạ vâng. Về cái chuyện mà thuốc thử đó thì à, hôm nay có một cái bản tin từ CNN à, cho biết rằng là cơ quan CDC họ nói rằng là họ chưa bao giờ nhận được cái đề nghị của liên hiệp quốc mà đưa cái thuốc thử của liên hiệp quốc à, đến cho cdc à, vì vậy họ vẫn làm ra cái thuốc thử và thuốc thử của họ khi gợi đi xong thì ngày hôm sau cái thuốc thử của cdc mới tới và bây giờ đây cái thuốc thử của họ đó thì cho thấy rằng là nó đã chậm mà nó lại còn sai nhiều chỗ nữa cho nên à, phải làm lại và vì vậy nó xảy ra à, có cái sự chậm trễ như vậy đó là cái bản tin À, rất là đặc biệt của CNN nói về cái vấn đề thuốc thư mà liên quan tới cơ quan CDC. À, tuy nhiên thì hiện nay à, vấn đề rằng vẫn là một cái vấn đề kêu rằng là hành tránh. À, tại sao? Bây giờ à, tình hình thì gấp rút, mọi việc thì gấp rút mà có rất là nhiều thuốc thư của Liên hợp quốc gửi đến, có thuốc thử của ông Rắc Ma gửi đến bên bên tàu rất là nhiều. Nhưng mà cứ không sai là tôi cũng không hiểu tại sao cái chuyện đó nó vô lý lắm. Yeah. Cái chúng tôi thấy rõ ràng đó là là ở trong cuộc sống nếu mà một người thành công là một người có thể nhìn thấy trước được tương lai, người ta biết là cái chỗ này đất đai sẽ lên, người ta sẽ nhảy vào người ta mua đất thì người ta thành công. Những người biết trước là những người sẽ được ủng hộ. Ở bên tàu cái việc này nó xảy ra từ hồi tháng 12, tháng 1 chúng ta đã loan báo tin tức. Tháng nguyên một tháng 1 ròng rã chúng ta đã báo tin tức và tất cả những báo đều nói về cái việc dịch này ở bên tàu chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ liên bang, chính phủ tiểu bang bình chân như vậy, không làm một cái gì hết cho tới bây giờ giữa tháng 3 quay lại làm thì nó quá trễ rồi thành ra là cái đây là nếu mà nói là không trách cũng không được là chúng ta chỉ đổ lỗi đó lý do tại sao mà Tổng thống Trump và ông thống đốc của tiểu bang New York cũng đã cãi nhau và cái chuyện này chúng ta sẽ đi đi sâu vào chi tiết nhưng mà chúng tôi muốn nói sơ và những cái tin tin là như vậy ở bên tiểu bang nevada tức là uh, cái thành phố mà chúng ta biết là thành phố ở thành phố tội lỗi thành... <laughs> ở bên nevada là las vegas thì tất cả những khách sạn những sòng bài sẽ đóng cửa uh, uh, đóng cửa từ tối ngày hôm qua uh, chỉ có một điều đặc biệt là tất cả những cái thành phố nơi nào mà đóng cửa nhưng mà những cái chỗ mà không không thể đóng cửa đó là chợ, đó là ngân hàng, nhà thuốc Tây, cây xăng, tất cả những nơi đó bắt buộc sẽ mở cửa và không 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 có đóng cửa. Do đó à, quý vị không có nên lo sợ. Còn cái việc mà vệ binh quốc gia hiện tại bây giờ chưng dụng ở Texas cùng với 20 tiểu bang nhưng mà chưa có thiết quân luật, chưa có cơ phiêu, chưa có giới nghiêm, chưa có gì hết. Nếu tình hình càng ngày càng xấu đi thì việc đó có thể xảy ra nhưng mà hiện tại bây giờ chính phủ chính an là chưa có việc đó là cái điều mà quan trọng nhất đó mà ở ở San Francisco đó họ loan bảo rằng là họ bắt buộc dân dụng về ở nhà hết, đóng cửa tất cả những cái gì mà gọi là non essential business nhưng mà có một cái mà họ vẫn để cho buôn bán tự do và không cấm. Thưa quý vị đó là cần sa, thuốc là phê anh. Dạ, tại vì họ nói rằng trong nó lúc đau khổ này mà có cần xa phê thì nó đỡ hơn là không có cần xa phê. Tôi yeah. cũng hiểu tôi bây giờ tôi cũng hiểu chính phủ Mỹ họ muốn cái gì. Là, um, cái, thành phố dạ, liberal, lùng. liberal mà anh bởi vậy, liberalism is mental disorder. Đó là một lời của tiến sĩ nói, đang nói về cái vấn đề dịch vụ mãi dâm. Ở Hòa Lan đó, chúng ta biết là có cái khu vực, cái phố đèn đỏ cũng vì dịch Coronavirus cũng tuyên bố sát đao từ hôm cuối tuần vừa qua vô thời hạn cho tới khi tình hình khá là, hơn. mà 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 cái bệnh này nó truyền qua mũi chứ đâu có truyền qua đường dưới đâu. Ai biết anh? Không anh, à, khi mà hai người đối diện à. với nhau á à. thì là. Ôi dạ, nó, bởi à, vì nó dưới ba feet. Dạ, vâng. Anh bảo, anh <laughs> anh bảo đừng có mắc lỡ mông thầy cơ này, anh đùa đó. <laughs> <laughs> anh dư sức anh biết cái đó. Có một cái chuyện khác nữa mà cũng liên quan nó hay là cái chỗ này ở bên Ý đó, nó có một cái website. Dạ. Nó chuyên chiếu phim khiêu dâm thôi, phim ba chữ Phim người lớn này dạ, phim, phim người, người là lớn, là phim ba chữ x. Lớn. Thì khi bây giờ đây cái mùa này là cái mùa mà bị đóng cửa thì ở nhà làm gì? Họ nói là bây giờ chúng tôi cho chiếu phim khiêu dâm à, phim ba chữ x đó mà free, tức là quý vị có thể vô mà không bị sạc nữa, vô free. Tại vì sao? chúng tôi muốn là quý vị góp sức để cùng chúng tôi đô đây chúng tôi sẽ đô đây một cái số tiền đó để mà cựu trời cho corona virus nhưng mà tạm thời trong lúc này thì chúng tôi muốn quảng cáo thành là chúng tôi để quý vị coi free yeah. dạ vâng à, tình hình thế giới thì thế giới cũng cùng đi với hoa kỳ trong những cái việc làm mà họ cần phải làm thì ở bên tổng số hiện tại bây giờ ngoài ngoài uh, trung hoa thì ở bên Âu châu cái con số người bị bệnh nó nó càng ngày càng tăng và nó đã nhiều hơn là cái con số người bị bệnh ở bên Trung Hoa. Thì ở bên Úc thì họ nói là tất cả mọi người nên ở trong nhà không có nên ra ngoài đường và có thể ban hành cái việc đóng cửa và cô lập thành phố. ban hành cái lệnh giới nghiêm và cô lập người già đó là cái việc ở bên Úc. Ở bên Nhật thì họ đang coi xem coi cái việc Olympic Tokyo năm 2020 À, sẽ như thế nào nếu mà không có lực sĩ nếu mà người ta đều sợ à, bị um, bị coronavirus nhất là những cái môn mà đồ vật đó thì à, hay là ngay cả bóng rổ đó là những cái môn mà người ta có thể những cái lực sĩ có thể có những cái sự đụng chạm hoặc là dưới ba feet à, dưới ba feet à, tôi không biết và nữa. cũng sẽ chắc chắn có cái trường hợp mà người ta đã dự tính trước sẽ có nhiều lực sĩ hoặc là thể thao gia vận động viên tùy theo cách gọi tùy theo bộ môn cũng sẽ lạnh càng và sẽ bỏ cuộc trước khi mà tới tham dự. Cái điều đó chắc chắn. Vâng thì yeah. thưa các anh, cái điều như vậy thì cũng là phải nói rằng là uh, cái chuyện đó đối với lực sĩ là không thành vấn đề rồi. Nhưng yeah. mà đối với dân chúng người ta cũng sẽ không có đi coi. Hoặc là vì cái đó là cấm, nếu mà cái liệu, chuyện như bây giờ thì chắc chắn là không có. Nhưng mà tới tháng 7 thì tình hình nó khác hơn nhiều. Uh, cho nên Olympic họ là ngày hôm qua trong lúc họ phân vân vân, khi mà ông giám đốc của việc tổ chức Olympic mà 2020 Tokyo thì họ nói rất rõ rằng là nếu không có lực sĩ thì sẽ không có thể vật hồi. Tuy nhiên, họ đã đưa một chiếc máy bay qua bên Hy Lạp để mà chờ cái đuốc thể vận về theo đúng cái chương trình rằng là ngày 20 này là ngày bắt đầu rước đuốc thể vận về và sẽ bắt đầu rước tại Fukushima nhưng mà họ đã dạng lược bớt, tức là họ đã tìm xem những cái nơi nào mà không có dịch đó, thì họ mới cho cái đuốc thể vận đi qua và nơi nào mà quá nhiều thẳng tích không thể không đi qua được đó thì họ sẽ hạn chế bớt người tham dự để cho có thể việc uh, rước đuốc thể vận thành công bởi vì nó phải kéo dài cho tới đầu tháng 7, à, tới 20 tháng 7 là cái ngày mà thể vận hội khai mạc thành ra thể vận hội thì vẫn uh, nhung nhặt nhưng mà có thể là sẽ có cái mà bởi vì đến đó thì chắc tình hình nó êm dịu rồi. Những người có máu loại A thì dễ nhiễm bệnh hơn với coronavirus hơn là những người có máu uh, loại O. Người ta không nói tới máu B, dạ, B, không A, rồi. B nhưng dạ. mà bây giờ hiện tại bây giờ uh, cái phần nghiên cứu thì những người nào có máu O thì có thể yên tâm vì không phải yên tâm nhưng mà cái xác suất bị nhiễm bệnh nó thấp hơn là những người có máu a thì có lẽ là những người máu AB b thì nói đều ít hơn, dạ. và vẫn là ít hơn uh, là, uh, dạ. tức là kết luận là những người có máu a loại a thì dễ nhiễm bệnh coronavirus hơn tất cả những người, người có máu những loại máu khác phải không ạ dạ. anh Cơm <laughs> giải thích thêm cho Được tôi vâng. nó như thế này cái này là phải nói rằng người trung hoa họ cũng là ghê gớm tức là cái khi người ta chết như rà ở vũ hán ai cũng sợ hết thì chỉnh ngay những người thống kê ở vũ hán họ mới làm cái thống kê họ mới thấy rằng những người chết đó là mẫu những người bị bệnh corona coronavirus dương tính đó là mẫu a là 41% phần trăm mẫu o là 25% phần trăm tức là cộng lại đó tức là coi như rằng là 66% phần trăm rồi thì còn cái kia là 34% phần trăm là hai cái loài kia thì coi như không đáng kể thì họ mới tính là hai cái loại đó tức là mẫu a nó nhiều hơn tại sao phần trăm mà mẫu mà mẫu O chỉ có 25% 5% thôi, trong khi dân số vụ hạng dân tàu đó thì là 32% là mẫu A và mẫu O là 34%. Thì mẫu O trong trong dân chủng thì mẫu O nó nhiều hơn cái mẫu A một chút, nhưng mà coi như nó bằng nhau, mà cái khi nó mắc bệnh đó, thì cái thằng mẫu A nó nhiều quá thì chứng tỏ rằng là mẫu A nó có khuyến nướng bị coronavirus hơn là cái thằng mẫu O thì dĩ nhiên là hơn luôn cả mẫu mẫu B và mẫu AB thì chắc chắn như vậy rồi bởi vì cộng lại hai cái này đó thì mấy cái kia là cái mẫu A và AB là thiểu số cho không nên có loại máu dê không anh? Dạ cái máu dê thì có nhưng mà chỉ có trường hợp cô lập tại nhà thôi. Dạ. Còn oh. cái thứ hai nữa là khi anh bệnh bị bệnh bị bệnh rồi mà anh chết đó à thì cái đó cũng còn hay hơn nữa thì họ nói rằng là người, người chết đó thì mẫu A là 41% mà mẫu O là 25% cho nên mẫu A đã dễ mắc bệnh và mẫu A lại còn dễ chế thức nữa thì phải nói rằng là cái người Trung Hoa cái những nhà thống kê họ cũng là trong cái lúc mà đau khổ như vậy họ cũng làm được cái chuyện này thì phải nói rằng là cái người Trung Hoa họ có một cái đầu óc ghê gớm cho nên uh, Hoa Kỳ mà cứ sơ sẩy với người Trung Hoa là họ lật lại liền và mấy cái chuyện như là ăn cắp bản quyền trí tuệ này nọ kia khác là luôn luôn họ có trong đầu thôi mình không thể nào mà phản đối họ được đó là lý do tại sao người ta nghiên cứu và người ta làm thống kê. Dạ vâng. Là bởi vì nó giúp cho người ta tìm hiểu và người ta. Dạ tìm vâng. Đó là cái 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 căn bản của y khoa bên nước Mỹ đó thưa anh. Dạ. Dạ vâng. À, do đó chính phủ cũng chính phủ Hoa Kỳ hiện tại bây giờ muốn thu thập những cái dữ liệu ở trong điện thoại cầm tay để người ta có thể học hỏi cái cách truyền bệnh uh, lây lan của coronavirus uh, và nhất là những cái độ cách xa giữa những người dùng điện thoại cầm tay. À, chúng ta biết rõ ràng đó là khi mà chúng ta có cái điện thoại những cái smartphone hiện tại bây giờ à, chúng ta đi đâu chúng ta đậu xe ở chỗ nào thì nó đều vô trong cái điện thoại cầm tay của chúng ta hết thì à, những cái người mà dùng điện thoại cầm tay và nếu mà chúng ta có thể lấy được những thông tin đó bỏ vô máy tính và phân tích thì người ta có thể dễ dàng tìm hiểu là cái cái chỗ nào nó có thể nó 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 lây lan bệnh và người ta sẽ có thể tìm cách để nó giảm giảm uh, cái cái sự lây lan đó. Um, cái điều này cho thấy là những cái bí ẩn của cái loại coronavirus mới cái chủng mới này nó vẫn là một cái ẩn số anh cơ đồng ý không? cho nên, vâng, nên vâng. họ phải dụng cái đầu óc để tìm tất cả mọi ngõ ngách cái gì có thể nghiên cứu được để phát hiện ra thành thử ra đây là một cái gọi là Ai mà nghĩ ra cái idea này phải vô cùng là thán phục. Thứ anh đó Đấy. là mình nghĩ như vậy thôi. Chứ còn các cái tay tổ mà về điện toán ấy, là bao giờ họ cũng nghĩ hết mấy cái yeah. chuyện này là chuyện cấp bước của họ. Yeah. Cho nên những cái những cái chuyện như là cái máy điện thoại cầm tay của mình, như là cái à, cái iPhone chẳng hạn, anh mỗi lần anh bỏ ông tuổi anh đi là nó đếm bước, anh bấm vô cái app mà có hình quả tim là nó cho anh biết ngày đó anh đâu có làm gì, anh chỉ lưu đi tới thôi. Ngày đó anh có bao nhiêu step? À, ngày đó là nhịp tim anh bao nhiêu à, Nhịp tim thì nó không đếm được có, có cái đồng hồ Apple mới đếm được thôi Nhưng mà cái máy đó nó cho anh biết rằng là Anh đi mỗi ngày là bao nhiêu bước Cho nên anh mất cái phone Thì anh track được là cái phone nó hiện tại nó nằm chỗ nào Cho nên nếu anh đi đâu thì họ đều biết cả Nhưng mà họ chỉ biết thế thôi Và họ Apple biết, ai cũng biết hết Nhưng mà họ không có thu lại Và cái người mà thu lại những cái kiện đó đó là Apple và à, là Google và Facebook bởi vì hai cái nơi đó là người ta dùng những cái máy Android và cái máy Apple để mà sử dụng cái software cho nên cái người làm ra software họ dự những cái dự kiện đó và những cái dự kiện đó nó nằm ở trong Facebook nó nằm ở Google cho nên chính phủ Mỹ bây giờ mới lầy hai ông đó ông Google về ông người cho tôi xin cái đóng đó để tôi về mấy nhà nghiên cứu tôi nghiên cứu xem từ cái ngày mà Ờ, mắc bệnh đó là cái ngày mà cái ví dụ cái chỗ nào vùng bệnh đó là bao nhiêu xe cổ tới bao nhiêu người đến đó và những cái người đó là tên gì ở đâu thì khi đó họ mới mess với những cái người mà có bệnh thì họ coi được mấy cha đó nó có đến đó hay không thì cái chuyện đó là chuyện dễ nếu như mà Facebook và Google chiều thả mấy cái dữ liệu điện toán đó ra nhưng mà cái đó đó thì nhiều người Mỹ mà bạo thủ người ta không muốn bởi vì cái đó là xâm phạm đời tư của họ thì đó là một trong những cái chuyện rắc rối mà chỉ có uh, chế độ cộng sản mới giải quyết được thôi còn chế độ dân chủ thì phải nói đôi khi rất là khó khăn. Đúng dạ, không? Thì uh, cái uh, cái vi khuẩn Covid 19, uh, coronavirus này nó làm cho uh, cái tình hình kinh tế chúng ta thấy nó nó mỗi ngày mỗi xấu đi. Uh, <laughs> hiện tại bây giờ người ta đang đặt câu hỏi là hiện nay bây giờ nó là depression hay nó là recession? Depression có nghĩa là một cái sự khủng hoảng về kinh tế Còn cái recession có nghĩa là nó kinh tế nó suy thoái tạm thời Rồi nó sẽ bùng trở lại Thì dĩ nhiên à, nếu mà nói như vậy thì người ta cũng nói là depression là Cái gì nó nó, nó nó lên là nó cũng phải xuống mà xuống Thì nó cũng phải lên lại Thì depression hay là recession thì nó cũng sẽ trở lại bình thường mà thôi Nhưng mà định nghĩa tức là là recession tức là nó nặng nhưng mà nó không Nó chỉ một, một cái giai đoạn rất là nhỏ tạm thời thôi Chứ không phải đến nỗi như là depression thì bây giờ nó đã đang là depression hay là recession tạm thời Hay là nó sẽ lâu dài anh Vũ Kiếm ừ, Nhưng mà nó đều là dương tính hết rồi yeah. <laughs> Bây giờ vấn đề chữa trị nó làm sao thôi à, Về cái này đó thì cái từ ngữ chuyên môn trong kinh tế học đó, Tôi thì cũng chỉ add, uh, gọi như là it tức là Economic 101 thôi Bài học nhập môn thôi Thì người ta gọi là trong giai đoạn suy trầm trước khi mà nó đi vào cái gọi là suy thoái rồi mới rơi vào cái tình trạng khủng hoảng nữa. Nhưng mà đây là những cái dấu hiệu cho thấy trong vòng một tuần từ gần 30.000 điểm rớt xuống còn 20.000 điểm hơn, chưa tới 21.000 điểm. Tuy nhiên có một cái tin tích cực những người nào mà chuyên làm về tin thị trường chứng khoán đều nhớ. Và đây là ông gọi là Jack Chan là một kinh tế gia làm cái bản tin về kinh tế cập nhật về thị trường chứng khoán hàng ngày cho đài radio 740 KATS. Ông nói là có lẽ là trí nhớ của chúng ta nó quên sớm. Giai đoạn này nó rất mạnh như vậy đó nhưng mà chưa bằng cái kỳ mà cái cuộc khủng hoảng cái gọi là cái black monday ngày hôm qua mình nói. Chứng khoán bị crash, cái số lượng thất thoát nó còn hơn như vậy nữa mà chúng ta vẫn vực dậy. Là vực dậy là được nhờ cái gì? là những cái biện pháp kích thích của chính phủ lên bang cho nên không có nên yes nếu quý vị nào mà đầu tư thị trường chứng khoán thì quý vị biết nó là về lâu về dài chứ không thể nào gọi là ăn sỏi ở thì được, cho nên chúng ta chờ anh cơ. Vâng, à, thứ nhất là recession, thì recession là nó cũng sẽ lên lại Đã. nhưng mà nó cũng có thể xuống nữa bởi vì depression nó mới nó mới nó mới tới tới, tới, tới đáy, dạ. dạ depression nó, là nó tới nằm đáy, xoài rồi. Dạ. Dạ. depression ừ. là tới đáy, tức là năm 2008. Đã. Dạ. Còn mà recession tức là suy sụp rất là nhiều, nhưng mà chưa đến đáy, bởi vì nó mới 29% thôi. Là bây giờ đây là là recession vì thị trường S&P 500 mới mất 29%, nhưng mà năm 2008 thị trường S&P 500 mất 50% phần trăm. Lúc bây giờ là depression. Thì depression nó mới lên được còn recession nó có thể nó sẽ còn xuống nữa cho nên nếu bây giờ mua cũng rất là nguy hiểm thành ra đó là cái nhận xét của riêng tôi thôi tôi nhìn thấy cái vấn đề tôi đoán là như vậy thôi nhưng mà dĩ nhiên tôi cũng phải là nhà kinh tế là có rất là cái xác xuất sai có thể lên tới tới bảy tám chục phần trăm nhưng cũng phải đùa không nhưng yeah. mà không không nói về cái mình dự đoán về cái cái kinh tế lên xuống dĩ nhiên yeah. nó ngoài cái thẩm yeah, đúng quyền đúng rồi. và yeah, cái lĩnh vực rồi. của mình nhưng mà nó có hai loại cái cái quy luật của thị trường chứng khoán đó, nó lên tới cực điểm nó sẽ xuống, thì nếu mà nó xuống vậy? tới đáy mà nó bao lên nó hình chữ V đó. Tức là nó còn lên, còn nếu mà nó xuống tới đáy rồi nó hình chữ L, nó nằm sóng xoài luôn. Cái đó mới là cái mà thị Thì thứ đó là Không Reception. ngóc đầu lên nổi thì đó, đó là, là recession đó. Yeah. Nhưng mà nó còn có Không ngóc đầu lên nổi à. Mỗi khi nó còn xuống nữa bởi vì nó chưa tới depression. À? Mới có 29% thôi mà cái thằng depression từ xưa tới giờ đó xuống đó là nó lên là tới 50% phần trăm là thành ra bây giờ mới có chín phần trăm thì uh, chớ vội à, yeah. hãy đó, đời, đó. đời đó. <laughs> thì đó tôi nhớ lại <laughs> câu hồi xưa mà mình học đó cái gì nó, nó gọi mình, chúng ta nhớ là cùng tắt biến đúng chúng mà biến, biến tắc, thì tắt thông biến tắt thông Dạ yeah. sao hết <laughs> công ty Halliburton uh, đã tạm thời cho um, uh, furlough furlough uh, 3, người ba uh, 500 nhân viên ở Houston theo định nghĩa furlough có nghĩa là à, nghỉ tạm thời bởi vì một cái trường hợp đặc biệt của công ty thì công ty cho furlough tức là nghỉ tạm thời và cái furlough này nó có thể cao nhất là một năm tức là hiện tại bây giờ công ty Halliburton cho cho biết đó là nhân viên họ sẽ đi làm một tuần rồi họ nghỉ một tuần rồi đi làm một tuần nhưng mà trong cái thời gian mà nghỉ một tuần đó thì họ sẽ không có trả lương nếu mà người này đi làm là ở những cái chỗ khác thì hiện tại bây giờ nó, nó, nó công ty Hollywood nó làm như vậy là để cho nó, 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 nó đỡ tốn tiền yeah. uh, của công ty. Yeah, đúng, cái này là thuần chỉ là về kinh tế và tiết kiệm thôi chứ không có phải là cái vấn đề dịch coronavirus. Bởi vì cái giá dầu thô càng ngày nó càng giảm. Buổi sáng ngày hôm nay thì cái tin tức mới nhất thị trường lúc mở cửa đó là dưới 30 mươi đô la một thùng rồi, còn có 27 đô la mấy thôi. Dự đoán nếu mà vẫn ở trong cái tình hình này, cái cuộc chiến tranh phá giá giữa Nga và Saudi Arabia và vẫn tiếp tục đó thì xăng có thể rớt xuống dưới 2 đô la một galon loại xăng gọi không pha trì đó unleaded anh cơ. Dạ vâng thì à, sợ gì mà dầu thô xuống như vậy ở một phần là cái cuộc chiến tranh phá giá ở giữa hai bên à, Saudi Arabia và người Nga à, nhưng mà nó còn vào cái cái kiểu là suy thoái kinh tế nữa. Bây giờ Trung ừ. Hoa là không làm việc, không ai làm việc hết thì xăng sáng dư thành ra giá sáng dư thì chắc chắn sẽ xuống và về nó cũng thể còn xuống nữa và nói những vụ kiệm nói là tới uh, dưới hai đồng chứ không phải giỡn đâu dạ yeah. dạ yeah. yeah, vâng. Nếu mà cái 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 cầu nó không có thì yeah. mức mức cầu không có thì dĩ nhiên cái, cái giá nó bắt đầu. một trường hợp anh. Yeah, vâng. Trường hợp người ta lấy 1 ngàn của ông Tâm xong người ta đi chơi, người ta lại xe, người ta đi khắp nơi nhưng mà không qua Las Vegas được thành ra cầu ấy. <cười> <cười> họ có lẽ là bắt buộc phải ở nhà <laughs> bởi vì bây giờ đi chơi nguy hiểm quá mình không biết ai là người có bệnh và ai là người không có bệnh tức là và... đi và đừng xuống xe anh lại à, càng là càng, càng uống nhiều xăng lại càng lời cho đúng cho mà. mấy hạng nó dạ lên dạ. đổ xăng thì sao anh cũng phải xuống xe đổ xăng chứ Thế nhưng mà mình bật đổ mình bật đi dạ. à, đeo bao ta... tay bây giờ là chắc anh cứ để cái bao tay trong xe trong bao túi tay và... và, và chai thuốc xịt đúng dạ. rồi dạ. À, hồi nãy chúng ta nói sơ thôi thì bây giờ chúng tôi muốn đi tới cái tin là bộ tài Chánh cho biết là à, ngày 15 tới tháng 4 thường thường là chúng ta phải khai thuế và chúng ta phải đóng thuế nhưng mà cái việc 15 tháng 4 nó sẽ hoãn lại à, cái việc đóng thuế và cái hoãn lại nó nó sẽ là 90 ngày thì thay vì chúng ta phải trả tiền vào ngày 15 tháng 4 thì chúng ta sẽ phải trả tiền hiện tại bây giờ chưa có thông báo chính thức nhưng mà à, Bộ trưởng uh, Bộ Tài chánh thì đã lên TV và đã nói là sẽ hoãn lại 90 ngày Tức là 3 tháng, 15 tây tháng 4 cho đến 15 tây tháng 7 thì chúng ta mới phải đóng thuế và không không có bị phạt Thì thường thường là chúng ta phải đóng tiền thuế, đóng rồi à 15 tháng 4 phải đóng hơn anh, anh mới đóng dịch còn dân nghèo đâu đóng anh. <laughs> dân nghèo nó lấy thuế lưu thôi. Ngày hôm nay ông thầy tôi than với thở hơi nhiều. Nó có một cái coi như là lấn cấn trong cái bản tin này và cũng qua cái lời tuyên bố của ông Bộ trưởng Ngân khố ông Chin, ông Treasury Secretary. Một mặt thì ông nói là ok vẫn chấp nhận cái gợi ý cái đề nghị là gia hạn cho đóng thuế cho 3 tháng từ là 90 ngày nhưng ông vẫn kêu gọi những người thọ thuế phải khai thuế và đóng thuế đúng vào ngày nộp vào ngày 15 tháng 4 bởi vì ông nói rằng đa số bây giờ mẫu thuế nó ở trên online quý vị không phải đi đâu hết làm cho người ta nói như vậy chắc là chính phủ và bộ nghiên khố cũng đang cần tiền <laughs> thành thử ra muốn lấy tiền thuế để đắp bù qua đắp lại trong những cái khoản kích thích khác đó là cái câu chuyện bên lề thôi chứ không có đùa nghịch dạ vâng vâng thì nhưng mà cái điều quan trọng là mình cái vấn đề đóng tiền thuế là cái điều đương nhiên rồi bởi à. vì bộ phận của người nghèo là lấy tiền thuế lui bộ phận của người giàu là phải đóng thuế bởi vì từ xưa tới giờ họ làm business thì đương nhiên là họ phải đóng thêm thuế thôi chứ họ không thể nào ước lượng được cái business của mình là mình tiêu bao nhiêu tiền và mình mua bao nhiêu hàng rồi mình và thu được bao nhiêu thành ra cái người làm business bao giờ họ cũng đóng thuế nhưng mà để kích thích kinh tế thì họ mới dời cái ngày đóng thuế đó lại 3 tháng tức là họ có 3 tháng để mà khỏi nộp thuế thì có cái tiền đó có thể là chi dùng có thể là tiêu pha và kích thích được cái nền kinh tế tuy nhiên những cái người lười như em đây thì em phải nộp đơn đúng ngày 15 tháng 4 cho em không có thể dời ra được, dời ra quá hơn nữa thì phải làm đơn xin phép là dời sẽ 6 tháng nhưng mà phải làm đơn rất là lôi thôi và cái chuyện quan trọng nhất là cái chuyện mà mình đóng thuế là bộ phần rồi cho nên cái chuyện mà cho dời ngày thì em mới thích cho còn cho cái chuyện mà dời ngày đóng tiền là em không có khói rồi Dạ vâng, uh, hiện tại bây giờ thì uh, uh, bên uh, bộ uh, ngân khố, bộ tài chánh thì nói là quý vị nên khai thuế cho đúng ngày yeah, Đúng rồi 15 tháng 4, yeah. nên khai uh, Còn trường hợp mà không khai được 15 tháng 4 thì ai cũng có quyền extension yeah. uh, Giờ uh, gia hạn uh, được uh, vài tháng uh, thì extension Nhưng mà cái việc lo lo lắng nhất là khai thuế mà phải gửi cái check đi Thì quý vị không phải, không phải lo, lo lắng rồi. Bởi vì cái check đó quý vị có thể hoãn lại 3 tháng trời thì cái đó nó cũng tốt nhất là hay là quý vị đợi cho đến khi nào chính phủ gửi tiền tới cho quý vị rồi quý vị dùng cái tiền đó đóng thuế còn <laughs> tiền của mình đang đóng thuế thì mình cứ um... anh anh đâu có được chính phủ gửi tiền tới đâu mà anh mơ Dạ, dạ. mơ chứ à lúc nào mình... <cười> <cười> và um, có một uh, cái nghiên cứu um, cái tin mới nhất về uh, về telehealth telehealth tức là hiện tại bây giờ chúng ta biết là uh, chương trình này nó đã được uh, um, sử dụng cách đây khoảng 1-2 năm, những năm trước rồi chứ không phải tới bây giờ. Telehealth là là một bệnh nhân có thể là không cần phải đến văn phòng bác sĩ để khám bệnh mà có thể khám bệnh ở nhà phải không anh? Dạ vâng. Và dùng qua cái cái máy vi tính uh, coi như conference call dạ. để khai bệnh thì uh, anh có thể đi vô chi tiết uh, tin này không Dạ vâng, dạ dạ thì ngày xưa thì người ta dùng cái, uh, cái máy vi tính nhưng mà bây giờ họ nói rằng anh tự dùng cái cell phone Ví dụ như Apple nó có cái FaceTime Anh có thể dùng Và ví dụ bác sĩ nó muốn nhìn cái gì thì anh phải yêu cầu anh Anh đưa cái camera tới chỗ đó để họ Họ coi thử như thế nào Dị nhiên thì họ khám uh, Giờ trực tiếp hoặc là họ đo áp sức máu đồ thì rất là khó Nhưng mà họ có thể yêu cầu anh làm cái đó ở nhà Hay là lấy nhiệt đồ đồ cái cửa Nó tương đối nó dễ Và trong khi họ nghe anh Họ nhìn thấy anh uh, cứ sự nhìn thấy cái thái đồ anh thì họ có thể đoán được ít nhất cũng ba bốn phần trăm và cái lời khai bệnh của anh nữa cho nên họ đoán được và cái bước đầu họ có thể cho anh một thứ thuốc gì đó để cho anh có thể mua được thuốc và uống đỡ trong cái khi đó thì họ uh, giải quyết ngoài chuyện khác bởi vì cái việc telehealth như vậy đó thì nó không có tốn bao nhiêu thì giờ cả và nó anh khỏe phải mất công đi tới họ phải mất công chờ anh rồi sau đó họ giải quyết qua người bệnh khác cho nên cái telehealth nó tiết kiệm được cái thời gian và được cái công sức bởi vì cái việc mà nghe lời khai của bệnh nhân nó cũng là uh, giúp cho người bác sĩ họ định bệnh được cũng là nhiều phần nhiều chục phần trăm ở trong đó rồi. Ngoài ra cần những cái thử nghiệm hay là những cái chuyện uh, chụp hình hoặc cái chuyện đó nó quá xa đi rồi thành ra họ chưa có cần đến và cái bước đầu thì họ làm như vậy. Và hồi xưa thì là có Medicare thì cái chuyện đó đó là hình như là À, cái có một cái sự tương phản vì có bạn tin nói rằng người Medicare thì có thể khỏi phải trả tiền telehealth à, tuy nhiên chính phủ nói rằng là cũng có thể rằng là chính phủ sẽ giúp cho những cái người già trên 65 có Medicare thì có thể được khỏi trả tiền telehealth nhưng mà từ chỗ mà chính phủ nói đến chỗ chính phủ làm thì phải nói cũng còn quá xa thành ra chúng ta cứ biết rằng là hiện tại chính phủ khuyến khích là mọi người nên xài telehealth bởi vì thứ nhất là khỏi phải tiếp xúc với bác sĩ À, và khỏi đi ra ngoài tức là khỏi lây lan cái bệnh đó là cái điều mà họ muốn và cái bảng thống kê cũng như chúng tôi nói là cái thống kê nó giúp cho trường ngành y khoa rất nhiều thống kê nói rằng là mấy tháng nay đó thì trước cái ngày coronavirus thì 77%, 70% các cuộc khám bệnh đều xài tế lê rồi. Họ đã sai tế lý heo tới 70% trường hợp rồi. Thành ra cái chuyện này họ nhắc lại là họ khuyến khích mình Uh, có thể lên tới 8 chín chục phần trăm chăng? Yeah. đa số thì khi mà khám bệnh ở ở hoa kỳ này thì người ta tới bác sĩ gia đình trước. Yeah. bác sĩ gia đình thì khám bệnh có thể khám bệnh qua uh, máy vi tính dùng những cái um, uh, iphone dùng những ở nhà uh, ở cbs, yeah. họ đều bán, bán những cái máy đồ đo áp suất, đo, đo dạ? áp suất uh, thành ra là mình có thể đo và khai với bác sĩ thì uh, bác sĩ họ có thể biết uh, đó là cái việc uh, mà mà đã xảy ra rồi nhưng mà bây giờ coronavirus thì nếu mà nên, làm nữa. nên làm càng nên làm hơn nữa. Còn 3 phút nữa chúng tôi muốn nói đến cái cuộc bầu cử sơ bộ ngày hôm qua ngày thứ ba thì ông Joe Biden đã thắng thêm 3 tiểu bang trong cái cuộc bầu cử sơ bộ ở bên Florida, Illinois và Arizona. Thì nên khi mà ông thắng luôn cả ba tiểu bang đó thì cái việc mà ông ông cầm mà, chắc. Dạ vâng, ông Sanders mà muốn gỡ lại mà muốn được thắng thì rất là khó bởi vì người ta tin đoán là ông Biden chỉ cần trong những cái tiểu bang còn lại nó không có cái tiểu bang nào mà được anh cả ngã về không hết nó vẫn phải chia phiếu thành ra là từ đây cho đến cái ngày tất cả tiểu bang bầu cử sơ bộ thì có lẽ là ông cái xác suất mà ông Joe Biden thắng và sẽ được đảng đề cử thì có lẽ là nó rất là cao chỉ còn lại hai từ bang nữa thôi Georgia và Louisiana không còn nhiều chứ anh còn mấy từ bang nó rơi lưới nữa mà yeah. còn nhiều lắm nhưng mà ông Tông sẽ nói rằng là ồ Joe nó thức dậy rồi đó nghe <cười> 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 Sleep me Joe awake <laughs> vâng còn chút thì giờ thì em xin phép được nói tới cái vấn đề mà Campuchia nó ngưng cái đập làm đập thủy điện trên sông Mekong dạ tại vâng. đây là một cái chuyện rất hay bởi vì là cái chuyện này nó dài, ai cũng biết rằng đồng bằng sông Cửu Long hiện giờ đang khô càng chỉ vì không có nước. Và từ xưa tới giờ ai cũng đổ thừa rằng tại người Trung Hoa xây nhiều cái đập trên thừa nguồn. Cho nên nước nó không có về được bên phía Campuchia, rồi từ Campuchia nó chạy qua Việt Nam. Cho nên nước không về được trên sông Cửu Long và làm cho nước nó thấp đi và nước mặn nó tràn vào và những cái nơi mà xa xôi thì đồng lúa nó khô cằn và nó nứt đẻ vân vân nó mất mùa thì họ nói rằng là người Trung Hoa nhưng mà những cuộc nghiên cứu mới nhất thì nói rằng cái đó là tại Việt Nam bởi vì Việt Nam xây rất là nhiều đập thủy điện ở trên cái vùng miền Trung tức là cái vùng mà có cao núi cao sống nhiều và nó đổ qua bên phía Lào với là phía phía Lào thành ra nó đổ xuống sông cửu long mà bây giờ đây mình xây ba bốn còn một con sông mà các tỉnh miền trung xây ba bốn cái đập để mà lấy nước cho nên không còn nước chạy về sông cửu long thì cái đó là rất nhiều Chứ cái lượng nước mà chạy của những cái, cái, cái tỉnh miền trung đó là nó chiếm tới cả năm sáu phần trăm nữa cho nên họ nói rằng là phải coi lại cái thủ phạm thủ phạm đó là chính quyền việt nam chứ không phải là chính quyền trung hoa dạ vâng thì cái việc đó là có lẽ là cho để cho quý <laughs> quý vị nghiên cứu để xem coi đúng hay sai à, 7 giờ 55 phút đến đây thì chúng tôi xin được chấm dứt chương trình chào Bình Minh xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình và xin hẹn lại với quý vị vào sáng ngày mai cũng từ 7 giờ đến 8 giờ 1855 855 5888 1855 855 5888 Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè, một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1855 855 5888 Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận tráng dương tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vinashoptv.com 1-855-855-5888 Hapatech giải độc gan, chống oxy hóa, hỗ trợ tái tạo tế bào gan Vinashop tv com 1855 855 5888